Xin kính chào tất cả quý khách hàng, các cô chú và các anh chị em đến với kênh Hồng Thanh Hàng Thùng. Em xin kính chúc tất cả quý khách hàng có một ngày mới thật là nhiều niềm vui và tràn đầy năng lượng. Các anh chị cô chú đang theo dõi video của em Thanh có nhu cầu đặt hàng vui lòng liên hệ qua số điện thoại hoặc Zalo 0832625789 để em Thanh tư vấn và gửi hàng cho mọi người. Hôm nay thì em Thanh sẽ lên các mã áo polo VIP các chú ạ, hàng full thương hiệu của Hàn và của Nhật. Và tất cả các đơn hàng ngày hôm nay thì em Thanh sẽ miễn phí ship ra hàng toàn quốc khi các anh, anh chú mình đặt hàng và nhận hàng. Còn trong chiều các anh ấy, chú mình đặt hàng nhưng vì một lý do mình không nhận thì vui lòng thanh toán phí ship giúp em là 30 000 nhé. Và em thanh không để các anh chị cô chú chờ đợi lâu, em sẽ đi vào chi tiết sản phẩm ngay ngày hôm nay. Đầu tiên à hôm nay em sẽ lên là mã P các anh ấy, chú nhá. Đầu tiên mã P1 ạ, một em áo la cốt màu đỏ tươi rất là đẹp luôn. Mã P1 vai 44, bụng 48 và dài 70 các anh ấy, chú ạ. Con này size số 5 form dáng slim fit nhá. Đó, màu đỏ cực kỳ đẹp luôn cổ còn rất là mới các anh chú ạ chất cốt tông tổ ong cái này thì vạt đằng sau thì nó sẽ dài hơn vạt đằng trước một xíu và thiết kế có sẻ hai bên đó chất rất là đẹp luôn các anh chú này mã p 1 vai 44 bụng 48 và dài 70 ạ một em áo màu đỏ rất là phù hợp với những anh những chú mà thích những cái tông màu nổi bật và đặc biệt là với những cái em áo la cốt thì em thấy là tông màu nào nó cũng thiết kế rất là đẹp à, áo này sẽ có giá là 600.000 nha chú nhá mã P1 ạ vai 44, bụng 48 và dài 70, form dáng slim fit cho em ạ. Cái phần cúc của nó đây, phần cúc của nó sẽ thiết kế là cúp ánh chai này. Đó. Em này là áo của Hàn các nhá chú nhá, áo của Hàn. Mã P1, vai 44, bụng 48 và dài 70 ạ. Giá 600 các nhá chú ạ. Em lên mã P2, một em áo màu trắng tinh. Mã P2, vai 48, bụng 51 và dài 66, vai 48 bụng 51 và dài 66 các anh em chú ạ, một em áo hiệu Pinon, một thương hiệu đến từ Paris. Nó sẽ phối với đây ạ. Nó sẽ là chất uh, chất thun. Đó, chất thun thể thao này phối với lại cái phần này thì nó sẽ là phần lưới nhá, thông khí cực kỳ là mặc dễ chịu luôn. Nó là đây, áo màu trắng rất là đẹp luôn. Cái áo này thì các anh chú mặc nó, nó, ôm người một chút thì nó sẽ rất là đẹp đấy ạ. Bởi vì dáng của nó sẽ là may thiết kế dáng body ấy. Cực kỳ đẹp các anh em chú ơi tất cả các phần cúc của nó thì đều có tên thương hiệu Pinon. Mã P2, vai 48, bụng 51 và dài 66. Cái này sẽ phù hợp với các ngã chú cao tầm 1m65 đến 1m70 là vừa đẹp ạ. Mã P2, vai 48, bụng 51 và dài 66, giá 400 000 các chú nhé. Em thanh lên mã P3 này, một em áo hiệu Tommy. Mã P3, vai 49, bụng 51 và dài 74, vai 49 bụng 51 và dài 74 ạ. À. Một em áo tôm mì màu ghi, tông màu quốc dân rồi cực kỳ dễ mặc anh nhá chú ạ. À. Đó, con này là made in Cambodia, màu ghi ạ. À. Tay có bo này, phần cổ thiết kế là cổ len và áo thì chất cốt tông tổ ong đấy ạ. À. Có một cái logo thương hiệu trước ngực, à, cái, nó sẽ có sẻ vạt hai bên và vạt sau thì dài hơn vạt trước anh nhá chú nhá. Mã P3, vai 49 bụng 51 và dài 70. Có một cúc phụ đi kèm ạ. À. Em này có giá là 380.000 anh nhá chú nhá vạt sau thì nó dài hơn vạt trước khá là nhiều đấy các anh, anh chú ạ đó mặc ra thì nó sẽ cực kỳ đẹp luôn còn các anh, anh chú mà mình không thích nó dài quá thì mình về mình có thể cắt lên một xíu cũng được mã P3 vai 49 bụng 51 và dài 74 giá 380 000 em lên mã P4 này một em hiệu polar ham một em hiệu polar ham chất của nó cốt tông tổ ong rất là đẹp mã P4 vai 45 bụng 48 và dài 65 vai 45 bụng 48 và dài 65 các anh các chú nhé Tông màu nâu nhạt. Đó với tông màu này thì nó rất là dễ mặc luôn ấy. Chất cốt tông tổ ong mặc cực cực kỳ thích luôn. Chất nó khá là dày dặn nhưng mà mặc không hề bị nóng bí đâu các anh các chú ạ. 100% cốt tông nhá. Đó, tông màu rất là đẹp đúng không ạ? Phần cổ và phần uh, tay của nó sẽ là bo len các anh các chú ạ. Một em hiệu Polar Ham của Hàn. Tất cả các phần cúc của nó đây đều có tên thương hiệu. Em này sẽ có giá là 300 thôi ạ. Mã P4 vai 45 bụng 48 và dài 65. Thiết kế có xẻ hai bên nha các chú nhá. Đó một đây ạ. Tác đầy đủ của Hàn đây. Mã P4, vai 45 bụng 48 và dài 65, giá 300. Em thanh lên mã P5 này, các nghe chú ơi. Một em siêu phẩm của ngày hôm nay, một em hiệu Burberry cực kỳ đẹp luôn, tông màu của nó đẹp lắm, nó sẽ là phần trước của nó này sẽ là kẻ nhá. Nó là cái kẻ này và phần sau của nó thì sẽ là màu đỏ. Chất của nó sẽ là chất cốt tông 100% mã P5, vai 44, bụng 47 và dài 68. Vai 44, bụng 47 và dài 68 các nhá chú ạ. Đấy, phần cổ nó sẽ là cổ len nhá. Cực kỳ ngon lành luôn. Size tay M, chất cốt tông này. Mặc sẽ cực kỳ là mát luôn. Đó, có một cái logo thương hiệu ở trước ngực. Cái phần kẻ trước của nó vô cùng sang các nhá chú nhá. Tất cả các phần cúc của nó đây đều có tên hiệu Burberry. Đó, và nó sẽ có cái phần nẹp và phần cúc này này Đó, rất là đẹp đúng không ạ Màu này thì siêu đỉnh luôn ý, màu này rất là đẹp cho em Nó sẽ thiết kế là, cái này không có sẻ hai bên đâu các anh chú ạ Đây, tác của nó đây ạ Made in Tati Sản xuất ở Thổ Nhĩ Kỳ cho em Mã P5, vai 44, bụng 47 và dài 68 Cái này là dáng slim fit các anh chú nhé Vai 44, bụng 47 và dài 68 ạ Mã P5, em này sẽ có giá là 600 000 ạ Một em có bóc Mã P5, Vai 44 bụng 47 và dài 68. À, bụng 47 thôi nhưng mà nó co giãn rất là tốt các anh các chú ạ. Đó. Tuy nhiên sẽ phù hợp với các anh các chú nào mà bụng bụng không to nhá. Mã P5 ạ, vai 44 bụng 47 và dài 68 giá 600 các anh các chú ạ. Em lên mã P6 này. Vai 46 bụng 49 và dài 69, một em áo hiệu GDX. Con này thì cái chất của nó sẽ là chất thun thể thao các anh các chú ạ có một cái logo thương hiệu trước ngực tông màu của nó sẽ là màu đen màu đen từ trên ngực lên và phía đằng sau thì là màu đen hết nhá còn ở phía dưới phía trước đây ạ ở phần dưới này thì nó sẽ là uh, nó sẽ là kiểu kẻ đó kiểu kẻ chám như thế này chất vải siêu mát luôn con này uh, chính chồng em cũng hiện tại đang mặc một con và suốt ngày mặc luôn vì nó mát mã p 6 vai 46 bụng 49 và dài 69 này em lại co giãn rất là nhiều luôn mặc cực kỳ thoải mái các anh chú ạ giá 600 thôi ạ mã P6, vai 46, bụng 49 và dài 69, một em áo của Hàn. Đây ạ. Một em áo của Hàn nhé, có cúc phụ đi kèm đầy đủ. Đó, chất nó rất là mát luôn. Giá 300 mã P6, vai 46, bụng 49 và dài 69, 300. Em lên mã P7 này, một em áo chất thun lạnh màu ghi ganh nha chú ơi. Ờ, P7, vai 45, bụng 50 và dài 70. Vai 45, bụng 50 và dài 70 ạ, một em hiệu Gucci. Đó, một em hiệu vua si, màu của nó sẽ là tông màu ghi ạ. Đó, tay nó có bo và cái phần bo tay của nó cùng với chất liệu thân áo màu ghi muối tiêu các anh chú nhá. Đó, tông màu này thì rất là dễ mặc rồi, chất nó siêu mát này. Mã P7, vai 45, bụng 50 và dài 70 ạ. Đó, tác mát đầy đủ các anh chú nhá. Độ mới khá là cao. Em này có giá là 350 000 mã P7, vai 45, bụng 50 và dài 70 ạ. 350 000 ạ. Em lên mã P8 này, một em áo màu xanh, một em áo màu xanh uh, nước biển, mã P8, vai 50 bụng 55 và dài 72. Vai 50 bụng 55 và dài 72 đó là chất thun lạnh anh các chú ạ. Một em áo chất tu lạnh hiệu Bezi. Đó, con này cửa hàng của Hàn đây anh các chú ạ. Dòng này nó chuyên về dòng gốp nhá. Nó sẽ là tông màu xanh này, màu xanh navy và sẽ phối với một chút xíu màu trắng nữa. Cực kỳ đẹp luôn. Đó, anh các chú nhìn cái form áo của nó này Mặc dù nó là chất thun lạnh nhưng mà nó rất là đứng form Chất thun lạnh này nó kiểu chất thun lạnh cao cấp ấy anh các chú này Cực kỳ đẹp luôn Đó, tác mác đầy đủ, có cúc phụ đi kèm Tất cả các phần cúc của nó đây Đều có tên thương hiệu Đều có tên thương hiệu ở dập trên cúc nhá Màu này thì vô cùng dễ mặc rồi khỏe khoắn các anh các chú ạ Mã P8 Vai 50, bụng 55 và dài 72 Chất siêu đỉnh luôn, giá 400 nghìn ạ Mã P8 vai 50 bụng 55 và dài 72 ạ, à, giá 400. Em lên mã P9 ạ, một em chất thun lạnh tiếp theo ạ. Mã P9, vai 46, bụng 51 và dài 68. Vai 46, bụng 51 và dài 68 anh nhá chú ạ. Một em áo chất thun lạnh của Hàn này, cái phần từ ngực trở lên ạ, nó sẽ là màu xanh than anh nhá chú nhá. Thì dưới của nó đây thì sẽ là màu trắng kem. Cực kỳ mát luôn, áo thì nó sẽ là có bo tay, nó sẽ có bo tay một nửa như thế này ạ. Và phần cổ của nó cũng cùng một chất liệu thân áo luôn Đó, cái phần uh, cúc của nó đây Nó sẽ thiết kế là cúc bấm này Nó sẽ thiết kế cúc bấm và phía trên này thì là cúc cài Rất thun lạnh siêu mát luôn đấy các anh chú ạ Mà nó phối màu rất là đẹp Mã P9 Vai 46, bụng 51 và dài 68 Sẽ thiết kế có sẻ hai bên cho anh chú nhé con này có giá là 350.000 mã P9, vai 46, bụng 51 và dài 68 350.000 đều là hàng cao cấp hết đấy, các anh chú ạ em thanh lên mã P10 này một em áo tôm mì màu trắng rất là đẹp luôn mã P10 vai 43 bụng 48 và dài 70 vai 43 bụng 48 và dài 70 một em thiệu tôm mì 2 finger màu trắng màu trắng sữa rất là mới luôn đây các anh ơi chú ơi chất cốt tông tổ ong này tay bo len cổ len nhá đó cái phần trong này thì nó sẽ là chất đường mi nhìn cái độ mới nó rất là cao ờ, form dáng slim fit các anh chú ạ con này thì dáng slim fit cho những anh những chú mà mình dây cây cảnh đấy ạ nó sẽ thiết kế có sẻ hai bên này các anh chú ơi tác của nó đây mã P10 vai 43 bụng 48 và dài 70 ạ vai 43 bụng 48 và dài 70 mã P10 giá là 400 000 cho em tô mì này các anh chú nhá cực kỳ mới và đẹp luôn em lên mã P11 một em áo la cốt một em áo la cốt màu xanh lá mã P11 vai 52 bụng 56 và dài 67 ạ vai 52, bụng 56 và dài 67 các anh em chú nhé một em la cốt sản xuất ở Peru con này thì cái form size của nó form size châu Âu ấy cho nên là mặc dù size số 5 nhưng nó khá là to đấy ạ khá là to nó màu xanh lá thì cực kỳ đẹp luôn sẽ thiết kế có sẻ hai bên các anh chú này chất cốt tông tổ ong tay bo cổ len đây ạ mã P11 vai 52 bụng 56 và dài 67 ạ vai 52 bụng 56 và dài 67 giá 550.000 anh chú nhé đó, màu xanh rất là nổi bật luôn, cực kỳ đẹp, độ mới cao Mã P11, vai 52, bụng 56 và dài 67, 550.000 Em lên mã P12, một em áo hiệu CK Các anh nghe chú ạ, để hôm nay toàn là hàng siêu phẩm thôi Mã P12, vai 45, bụng 49 và dài 66 Vai 45, bụng 49 và dài 66, anh nghe chú ơi Một em hiệu CK, Kevin Cleansing đấy ạ cực kỳ mới luôn Con này thì nó sẽ là tông màu đen nhá Chất cốt tông 100% Có một cái logo được thêu này Cái logo CK Tất cả các phần cúc của nó đây đều có tên thương hiệu Kevin Cleansing Đó nó Hai bên của nó sẽ là thiết kế có sẻ hai bên đây các nhá chú ạ Tác đầy đủ nhá Có cúc phụ đi kèm Chất vải 100% là chất vải cốt tông rồi Màu với một cái em áo hàng hiệu Mà màu đen như thế này thì em thấy nó rất là ngon lành luôn anh chú nhìn phần cổ giúp em nhé đó, cực kỳ đẹp luôn. Rất là mới, mã P12, vai 45, bụng 49 và dài 66 á, giá 600 000 nha anh chú nhá. Một em hiệu CK, mã t 12 vai 45, bụng 49 và dài 66 à này các anh chú ơi. Co giãn rất là nhiều. Anh anh chú kể cả các anh chú mà bình thường mình mặc áo bụng đến khoảng tầm 51 52 ấy, thì với em áo này các anh chú vẫn mặc được. Đặc biệt là với tông màu đen các anh chú mặc có thể nó body một chút thì nó cũng rất là đẹp, không hề bị lộ lộ bụng đâu ạ. Đó, Thực kỳ đẹp luôn nhé, cái phần bo tay của nó ngon lắm rồi, Đó, phần bo tay rồi phần cổ của nó đây Mã P12, vai, 49, vai 45, bụng 49 và dài 66, giá 600 ạ Em Thanh lên mã P13 này, một em áo Cloco Dye, chất mông tư ghi. Chất mông tư ghi siêu đẹp luôn, mã P13 Vai 49 này, bụng 54 và dài 65 Vai 49, bụng 54 và dài 65 Đấy các anh em chú ơi, phần trước của nó sẽ là kẻ nhá nó là kẻ màu cam sữa này Rồi màu đen, màu ghi Rất là đẹp đúng không ạ Nó sẽ là thiết kế như thế này nữa cô Đó, nó sẽ thiết kế này chỗ này Kiểu nó may, nó may trái mắt nữa ấy. Đây này các anh chú này Rất là đẹp luôn Đó, hiệu Crocodile Chất của nó là chất mung tơ ghi đây các anh chú ạ Lát nữa em có một con hàng của Pháp để các anh chú mình so sánh nhá Mình so sánh Con này thì nó em nói thật luôn Nó 1910 so với hàng Pháp luôn ấy ạ Bo tay cực kỳ ngon lành Nó là kiểu dáng bu rông Cực kỳ đẹp luôn Một em áo Crocodile Cái tông màu của nó không phải là màu trắng tinh đâu Mà nó sẽ là màu màu trắng sữa Màu kem một xíu ấy các anh các chú ơi Cực kỳ dễ mặc luôn Mặc con này lên cực rất là trẻ trung Mã T13 Vai 49, bụng 54 và dài 65 Vai 49, bụng 54 và dài 65 ạ à. Em này có giá là 450 nghìn nhá Chất mông tư ghi Mặc sẽ là rất là thoải mái luôn Với cái hàng chất mông tư ghi thế này Nhà em cũng lựa chọn rất là kỹ Nhà em mới lấy đấy ạ mã P13, vai 49, bụng 54 và dài 65, giá 450 nghìn. Và em hay lên một em siêu phẩm của ngày hôm nay các anh chú ơi. Mông tư ghi của Pháp, hàng chuẩn Pháp đây ạ. Đó, mã P14 này, siêu đẹp rồi. Với những con áo mông tư ghi hàng của Pháp này thì không có điểm trừ rồi các anh chú ạ. nhanh anh những chú nào mà đã mặc ấy, thì chỉ có mê thôi. Uh, và cái hàng Monterey này của Pháp thì nó cũng giống như hàng Lacoste đấy các anh ấy chú ơi nó có rất là nhiều tông màu và cái tông màu của nó còn nhiều khi nó còn sặc sỡ lè lẹt ấy lẹ tuy nhiên các anh chú mà đã mặc cái hàng này rồi thì luôn sưu tầm luôn sưu tầm thêm màu mới đấy ạ đó cái này thì nó kiểu là màu hồng nhung hay là gọi là cái màu hoa 10 giờ ấy, các anh ấy chú rất là lạ luôn con này độ mới cực kỳ cao nhá con này mới cỡ khoảng tầm đến 95-96% luôn ý. Cực kỳ đẹp luôn. Các anh các chú ạ. Và cái này là size số 4 cho em này, hàng chuẩn của Pháp. Hàng chuẩn của Pháp nhé, size số 4 này các anh ơi chú ơi, size số 4 này. Mông ta này. À, mình đọc là mông tư ghi còn hàng của còn nó phiên âm được tiếng Pháp là mông ta các anh chú. Đây các anh chú đếm múi cho em này 1 2 3 4 nhá. Đó, cái hàng của Pháp đó là như thế cứ đếm đằng sau thế này. Nó là có mấy, nó có mấy cái múi này ạ. Đây ạ, nó cách thế này thì em không đếm nhá, nhưng cái đếm mà cái cái múi ở cái giữa này này. Mấy múi thì nó là size số mấy luôn đấy ạ. Rất là đẹp đúng không ạ? mặc những con này thì mát lắm các anh các chú ơi mà nó rất là sang các anh các chú mà đi làm công sở này hay là những anh chú mà mình thích những cái tông màu nó đẹp ý tông màu nó khác biệt thì không nên bỏ qua con này con này sẽ dành cho dưới size số 4 thì các anh các chú mà cỡ khoảng tầm 60 đến 70 cân là mình sẽ mặc vừa đẹp đấy ạ mã P14 vai 44 bụng 50 và dài 65 mặc vừa đẹp cho size bụng à, cho người 60 đến 70 cân anh các chú nhé đẹp cực kỳ luôn đây ạ các anh chú quan sát à, thật ra với những chi tiết nhỏ thế này ấy, nếu mà những anh những chú nào mà mình chưa mặc áo mông tư của pháp hàng chuẩn pháp thì cũng rất là khó để mình nhận biết đúng không ạ còn những anh những chú nào mà đã mặc rồi đây những cái chi tiết nhỏ như thế này để mình phân biệt có phải hàng chuẩn hay không đây ạ đó cực kỳ đẹp luôn nhá các anh các chú ơi con này em bán giá một triệu tám một triệu tám à, bình thường ấy nhà em thanh sẽ bán với mức giá nó khác đấy các anh chú mà đã mua hàng hỏi em lâu lâu ấy, hỏi em là có hàng mong tư duy của pháp không thì em vẫn có đúng không ạ à, và em thanh bình thường bán hai triệu ba hai triệu rưỡi ấy. hôm nay thì em bán con này giá một triệu tám thôi độ mới rất là cao đó màu này thì mặc lên sẽ phù hợp với các anh chú mà tông màu da ấy, từ trung bình tới sáng còn các anh chú mà tông màu da tối thì mình không nên mặc tông màu như thế này cũng khá là kén màu da tuy nhiên ai mà mặc được cái màu này em đảm bảo là cực kỳ đẹp luôn Thật sự luôn đấy, các anh các chú ạ. Đó. Con này thì nó là đời sau nhá. Con này nó là đời sau, nó đâu đời mới đâu thôi. Mã P14, vai 44, bụng 50 và dài 65 ạ, giá 1 triệu 8 ạ. Siêu phẩm của ngày hôm nay các anh các chú ạ. Em thanh lên mã P15 này, một em hiệu Polarham, mã P15, màu lông chuột các anh các chú ơi. Vai 48, bụng 56 và dài 68. Vai 48, bụng 56 và dài 68 nhá. Một em hiệu Polarham tông màu này thì mặc nó rất là khỏe khoắn rồi đó kiểu dáng nó cực kỳ đơn giản luôn chất cốt tông tổ ong ạ chất cốt tông tổ ong tay bo cổ len có giá là 350.000 cho mã P15 vai 48 bụng 56 và dài 68 nó thiết kế sẽ có sẻ hai bên nha chú ơi đây ạ, một em áo của Hàn nhá mã P15 vai 48 bụng 56 và dài 68 ạ 350.000 mã P16 ạ một em hiệu Winston mã P16 vai 48 bụng 55 và dài 69. Vai 48 bụng 55 và dài 69 anh nha chú ạ. Một em hiệu Wilson đó. Dòng chuyên về cầu lông tennis bóng bàn đây ạ. Cái phần cổ của nó đây. Nó sẽ phối như thế này các anh chú nhá. Đó. Nó sẽ cài cúc này và nó có một cái nẹp bên ngoài như thế này. Còn một cái logo thương hiệu Wilson ở trước ngực với cái tông màu xanh, màu xanh phối với lại màu ghi đậm anh nha chú ạ. Chất của nó sẽ là chất uh, poly thể thao chất poly thể thao mặc nó cũng rất là thông thoáng thôi không hề nóng bí đâu ạ à. Nó là chuyên dòng áo thể thao mà mã P16 vai 48 bụng 55 và dài 69 à. vai 48 bụng 55 và dài 69 anh à, các chú nhé một em áo hiệu Wilson giá 350.000 à. 350.000 mã P17 các nhà chú ơi em lên một em áo hiệu phila vai 50 bụng 55 và dài 68 Vai 50, bụng 55 và dài 68 Tông màu của nó sẽ là màu xanh đen Ở phần giữa ngực này nó sẽ có một cái đường lai kẻ trắng Rồi là một cái đường lai nhỏ hơn Thì là màu kẻ đỏ nhá Và một cái chữ la được theo trước ngực Cổ và tay thì là thiết kế là len này Và có một cái đường lai màu trắng nữa Đó, một em áo hiệu la size của nó là size 105 tương đường với size XL đấy ạ à, Nó sẽ không có sẻ hai bên chất vải poly thể thao các anh các chú ạ Đó, con này thì sản xuất tại Hàn luôn có một cúc phụ đi kèm Đây ạ, có mã check QR code đầy đủ nhá Tất cả các phần cúc của nó thì đều có tên thương hiệu Fila Mã T17 Vai 50, bụng 55 và dài 68 ạ Giá 380 000 Mã T17 Vai 50, bụng 55 và dài 68 Giá là 380 000 ạ Em lên mã P19 này, một em áo la cốt màu cà rốt con này đấy em các anh chú thấy không ạ màu những cái tông màu áo của la cốt nó luôn là những tông màu nổi bật và nó kiểu đẹp như thế này mã p 18 vai 44 bụng 50 và dài 69 vai 44 bụng 50 và dài 69 các anh chú ạ một em áo la cốt nhá chất cốt tông tổ ong này tay có bo cổ nó thiết kế cổ len size số 5 và form dáng là dáng slim fit các anh chú ạ đó em này sẽ có giá là 500.000 mã p 18 vai 44 bụng 50 và dài 69 á thiết kế có sẻ hai bên và và sau thì dài hơn và trước một xíu anh nhá chú nhá và sau dài hơn và trước một xíu mã P18 vai 44 bụng 50 và dài 69 giá 300 ạ à. À, em xin lỗi giá 500 giá 500 mã P19 á, em lên một con áo hiệu polo lắp rau lần màu trắng mã P19 vai 46 bụng 57 và dài 67 Vai 46, bụng 57 và dài 67 ạ Chất cốt tông tổ ong này Tay có bo vào cổ nó sẽ là cổ len ạ Có một cái logo hình kỵ sĩ ở trước ngực Đó, và sau thì uh, dài hơn ba trước một xíu các anh các chú nhá Một em áo hiệu uh, Polodap Lauden Con này chất cốt tông tổ ong này Màu trắng sữa, giá là 350 000 ạ Mã P19 Vai 46, bụng 57 và dài 67 cho em 350 000 Em lên mã P20. P20 ạ, à, một em áo chất của nó sẽ là kiểu chất mông tư ghi ấy. Cái kiểu chất mông tư ghi các anh chú nhá, màu là màu xanh cốm. Mã P20, vai 49, bụng 54 và dài 69. Vai 49, bụng 54 và dài 69 ạ, một em áo hiệu Vision 2. Nó là chất của nó là acyclic, arcyc, là 100% anh các chú ạ. Đây made in Korea đó màu này mặc lên sẽ rất là trẻ và sáng da cái phần cổ của nó nhá sẽ là thiết kế cổ mở các anh chú ạ nó không có phải cài cúc đâu mã P20 vai 49 bụng 54 và dài 69 con này cái chất của nó thì co giãn khá là nhiều khá là nhiều luôn ý cái này tại vì là em em đi giặt xong họ là luôn mình về mình gặp vào ấy không có thời gian là lại cho nên là hơi bị nhàu phía dưới một xíu thôi còn các anh chú về mặc nó sẽ rất là phẳng phiu và đẹp các anh chú ạ mã P20 vai 49, bụng 54 và dài 69 ạ. Kiểu dáng mua rông nhá. Em này giá 300 000 thôi ạ. À. Mã P20. Em lên mã P21 này, một e báo Adidas của tennis dòng tennis. Mã P21. Vai 45 đến 50, bụng 53 và dài 70. Vai 45 đến 50 ạ, bụng 53 và dài 70 anh chú một em chú ơi, một e áo Adidas. Đây ạ. À. Con này thì chuyên về dòng tennis đây chất của nó sẽ là chất poly thể thao của anh các chú nhá cái phần trước ngực của nó này nó sẽ có những cái họa tiết đó còn phần sau rồi nó sẽ là màu đen ở tay trên tay sẽ có ba cái sọc màu trắng anh các chú nhá đó phần cổ của nó cũng cùng với lại chất poly thân áo ạ mã p 21 vai 45 bụng 50 và dài 53 à, vai 45 đến 50 bụng 53 và dài 70 ạ đó nó sẽ may cả phần sườn như thế này đây ạ Cửa, kiểu, kiểu dáng nó may dáng rất là trẻ trung ấy ờ, uh, Em này sẽ có giá là 380 000 Mã T21 Bụng từ 45 đến 50 Vai từ 45 đến 50 à, Em xin lỗi Vai từ 45 đến 50 Bụng 53 và dài 70 380 000 cho em áo Adidas Mã P22 này, em lên một em áo hiệu Polo Lab lâu lần. Một em áo hiệu Polo Lab lâu lần. Cái con, đây ạ. À, có cái logo rất là to trước ngực. Mã P22. Vai 47, vai 45 bụng 47 và dài 72. Vai 45 bụng 47 và dài 72 các anh chú nhá, một em áo màu xanh than. Đó. Đây ạ, toàn bộ cái phần này nó là thêu hết các anh các chú nhá. Đó là thêu toàn bộ luôn và có một cái logo rất là lớn ở trước ngực, có số 3 này, số 3 phía đằng sau nữa. Chất của nó sẽ là chất cốt tông tổ ong này, tay bo cổ len. Đó, cái phần nách của nó đây. Cái phần nách của nó nó còn hai có hai cái lỗ này này. Mặc sẽ là cực kỳ dễ chịu không bị nóng bí cái phần nách đâu các anh các chú ơi và cái vạt áo của nó thì vạt sau sẽ dài hơn vạt trước đấy các anh các chú ạ. Vạt sau thì sẽ dài hơn vạt trước nhá, một em áo polo drap của Hà. Đó. Em này có giá là 300 000 mã P22, vai 45, bụng 47 và dài 72 ạ. À. Vai 45, bụng 47 và dài 72, giá 300 000 cho mã P22. Em lên mã P23, một em áo màu rêu siêu đẹp luôn, hiệu elop mã P23. Vai 48, bụng 52 và dài 70. Vai 48, bụng 52 và dài 70 các anh chú ạ. Đó, và nó sẽ thiết kế là một màu thôi nhé nhưng mà nó sẽ có kẻ này. Cực kỳ đẹp luôn. Nó là chất nó nó sẽ là chất poly thể thao ấy, co giãn rất là nhiều. Con này thợ chuyên về dòng gốc các anh chú ạ. Đây có một cái logo ở tay này, logo ở ngực và logo phía đằng sau nữa. Tông màu này thì siêu đẹp luôn ấy, mặc lên rất là khỏe khoắn và sang cực ừ, kỳ là đẹp với trời tông màu này các anh chú nhá. Mã P23, vai 48, bụng 52 và dài 70 các anh chú ạ. Chất co giãn siêu nhiều, mặc sướng cực kỳ. Em này có giá là 380 000 các anh chú áo của Hàn ạ. Để có tem đầy đủ luôn. Mã P23, vai 48, bụng 52 và dài 70, 380 000 Em thanh lên mã P24. Ở vai 50, bụng 56 và dài 72 một em áo hiệu Winson màu rất là trắng luôn đây các anh chú ạ độ mới cực kỳ cao nhá phần cổ nó sẽ là cổ len còn cứng này tay thì nó sẽ có phần bo một nửa các anh chú ạ ờ, và cái áo này thì nó phần đằng sau thì nó là màu trắng hết chỉ có phần ở trước ngực này thôi thì nó sẽ phối như thế này đó rất là đẹp và mới mã p 24 vai 50 bụng 56 và dài 72 vai 50 bụng 56 và dài 72 nhá con này độ mới rất là cao Em này độ mới rất là cao nhé. Em không thấy có một cái vết xước nào ở trên cái thân áo của nó các anh em chú ạ. À, em này có giá là 400.000. Mã P24. Vai 50, bụng 56 và dài 72 các anh em chú ạ. Giá là 400.000. Em lên mã P25 này. Một em áo đạp xe. Một em áo đạp xe rồi áo thể thao đấy ạ. Hiệu K2 của Hàn. Mã K25. Vai 46, bụng 52 và dài 69, chất thun lạnh chất thun lạnh co giãn rất là nhiều luôn cái phần cổ của nó sẽ thiết kế là cổ trụ kéo khóa các nhá chú ạ phía đằng sau lưng đây đó cực kỳ là thông thoáng các nhá chú ạ hiệu k 2 nhá màu đen kiểu dáng rất là đơn giản và đẹp nữa con này các nhá chú mặc đạp xe này mặc đi tập gym rất là trẻ trung và đẹp mã t 25 vai 46 bụng 52 và dài 69 vai 46 bụng 52 và dài 69 ạ giá 300.000 cho em k2 này ạ đây em có một con áo la cốt này các anh chú ơi Đó tông màu của nó sẽ là màu vàng chanh Tông màu là màu vàng chanh ạ Phù hợp với những anh ấy, chú thích những tông màu nổi bật ý Con này độ mới rất là cao Nó, nó mới lắm Mã P26 Vai 48 bụng 55 và dài 73 Vai 48 bụng 55 và dài 73 Cái size này là size 105 tương đương với size XL ấy Tương đương với lại size khoảng số 6 anh nhé chú nhé Form size khá là to Đây độ mối cực kỳ cao luôn các anh chú quan sát cái phần cổ cho em này rất là mới đó có một cái logo la cốt ở trước ngực và cái phần cúc của nó đây nó sẽ là cúc cánh trai nhá con này mới lắm luôn đấy các anh chú ạ chất cốt tông tổ ong có sẻ hai bên và bà sau thì dài hơn bà trước ạ đó một em áo của hàm con này sẽ phù hợp cho những anh những chú nào mà thích tông màu nổi bật đây đẹp lắm thực sự luôn Màu nó rất là lạ và đẹp Em này sẽ có giá là 700.000 Mã P26 vai 48 bụng 55 và dài 73. Giá 700 anh em chú nhá. Đồng màu rất là đẹp và độ mới siêu cao. Mã P28 ạ, một em áo hiệu Haji. Mã P28. Vai 49 bụng 55 và dài 76. Vai 49 bụng 55 và dài 76, một em áo Haji màu xanh than. Form size cũng khá là to các anh em chú ạ, form size tương đương với size 2XL có một cái logo thương hiệu được thêu trước ngực này tay có bo nhá phần cổ nó sẽ là cổ len nó màu xanh than thì vô cùng dễ mặc rồi một em áo ha di của hàn các anh chú ạ em này có giá là 350 000 thôi ạ à. mã p 28 chất cốt tông tổ ong các anh chú ạ vai 49 bụng 55 và dài 76 vai 49 bụng 55 và dài 76 phần cổ nó phối cực kỳ đẹp như thế này đó nó sẽ là ba màu màu ghi này màu đỏ đô và màu xanh than nhá 350.000 cho mã P28 Vai 49, bụng 55 và dài 76 Em lên mã P29 này Một em áo Adidas màu ghi Mã P29 Vai 49, bụng 53 và dài 70 Vai 49, bụng 53 và dài 70 Các anh chú ạ Con này thì nó sẽ là chất là poly thể thao Một em áo Adidas của Hàn Có check mã QR code đầy đủ ạ Đó, phần cổ nó sẽ thiết kế là cổ len nhá Tay thì không có bo Một cái logo màu hồng ở trước ngực như thế này đó, nó phối màu rất là đẹp luôn. Màu ghi nhạt phối màu hồng các anh các chú nhé. Con này thì độ mới khá là cao các anh các chú ạ. Độ mới khá là cao, em thấy cũng không có một cái vết sức nào trên thân áo luôn. Mã P29, vai 49, bụng 53, vai 49, bụng 53 và dài 70. Em này có giá là 400.000 ạ, tông màu rất là đẹp luôn. Mã P29, vai 49, bụng 53 và dài 70 ạ. em lên mã P30 này các anh em chú ơi, một em hàng siêu vip. Một em hàng siêu vip ngày hôm nay ạ, à, Burberry nhá. Màu của nó rất là đẹp luôn. Tuy nhiên cái form dáng của nó hơi dài. Anh em chú mình nếu mà dài quá các anh em chú mình có thể về lên like cũng được không ảnh hưởng form dáng. Mã P30, vai 46 bụng 54 và dài 79. Vai 46 bụng 54 và dài 79 các anh em chú màu be. Màu be đấy ạ. Cực kỳ đẹp luôn, chất cốt tông tổ ong này. Tay có bo, phần cổ nó sẽ là cổ len nhá. Đó, form dáng cực kỳ đẹp rồi, màu này nó siêu đỉnh luôn ấy. Cái tông màu này mặc lên rất là sang luôn các anh các chú ạ. Nó sẽ thiết kế là không có xẻ hai bên đâu ạ. Nó không có xẻ hai bên các anh các chú nhá. 100% là cốt tông đấy ạ. Con này là 100% cốt tông có một cúc phụ đi kèm này. Đó. Tất cả các phần cúc của nó đây đều có tên thương hiệu trên cúc. Có một cái logo các anh các chú nhé, một cái logo thương hiệu cực kỳ đẹp luôn và cái phần cổ của nó này. Và cái phần khúc của nó đây nó sẽ phối nó có một cái đường line, đó một cái đường lai của sơ mi mã P30 vai 46 bụng 54 và dài 79 vai 46 bụng 54 và dài 79 á con này sẽ có giá là 800 000 ngay nha chú nhá mã P30 một em áo Burberry vai 46 bụng 54 và dài 79 á giá 800 000 đó chất rất là đẹp luôn 100% cốt tông Mã P31 này, một em hiệu la cốt tiếp theo anh em chú ơi. Mã P31, vai 48 bụng 58 và dài 70. Vai 48 bụng 58 và dài 70 ạ, chất cốt tông tổ ong ạ. Tay có bo, phần cổ nó cổ len nha chú nhá, form size số 5. À, và dáng của nó là dáng thường cho nên là cái form nó sẽ to hơn cái dáng slim fit ấy. Mã P31, vai 48 bụng 58 và dài 70 ạ. Đó nó sẽ có xẻ một xíu hai bên như thế này. Em này có giá 500 000 anh em chú nhá. Mã T31, vai 48, bụng 58 và dài 70 ạ, 500 000 cho một em La cốt này. Em thanh lên mã P32 này, một em áo Nike. Một em áo Nike màu trắng ạ, mã P32, vai 46, bụng 53 và dài 72. Vai 46, bụng 53 và dài 72 các anh em chú ạ, một em hiệu Nike. Màu trắng ạ, sẽ có một cái logo ở móc cô và chữ Nike ở trước ngực phần cổ và phần tay của nó sẽ là phối với len nhanh các chú nhá à, và nó sẽ thiết kế là có sẻ hai bên này và vạt sau thì dài hơn vạt trước đây các chú ơi nó cực kỳ xịn luôn thì cái phần uh, phần phần sẻ của nó ấy, nó có một cái đường lai có chữ nai kỳ luôn mã p 32 vai 46 bụng 53 và dài 72 vai 46 bụng 53 và dài 72 mã p 32 em này có giá là 380.000 ạ tiếp theo em lên mã p 33 một em áo màu ghi đậm mã P33, vai 45, bụng 51 và dài 68 các anh các chú ạ. À. Kiểu dáng nó rất là đơn giản, nó là áo đơn sắc một màu như thế này thôi, nhưng mặc lên cực kỳ sang. Đây cái chất của nó này. Co giãn cực kỳ nhiều luôn và chất vải nó khá là dày dặn các anh các chú nhá. Đó, nó sẽ thiết kế là có xẻ hai bên ạ, à. có xẻ hai bên. Em áo này là của Hàm các anh chú ạ, à. mã P33, vai 45, bụng 51 và dài 68 ạ. Vai 45, bụng 51 và dài 68 giá là 320 000 nghìn anh em chú nhá. Mã P33, vai 45, bụng 51 và dài 68 ạ. Tông màu này thì mặc rất là khỏe khoắn rồi mà sẽ trông nó cực kỳ gọn người. Giá 320 000 Mã P34, màu một em áo màu ghi muối tiêu đậm ạ. Mã P34, vai 45 đến 50, bụng 54 và dài 70 các anh nghe chú ạ, một em áo hiệu F2F chất của nó sẽ là chất thun lạnh anh em chú nhé chất thun lạnh nhưng mà khá là dày dặn đấy ạ đó cái phần vai của nó sẽ thiết kế là dáng vai suôn anh em chú ơi cổ nó cũng cùng với chất liệu thân áo nhá màu này rất là đẹp anh em chú ạ màu này cực kỳ đẹp luôn và nó mặc nó kiểu là cái chất vải của nó khá là đứng form áo mã p 34 vai 45 đến 50 bụng 54 và dài 70 em này là một em áo của hàn anh em chú ạ cái này nó mất cái tác sườn rồi đây nó còn cái tác ở trên cổ in trên cổ đấy ạ Em này có giá là 350 000 mã P34. Vai 45 đến 50, bụng 54 và dài 70 ạ. Giá 350 000 Mã P35, một em áo màu đen, một con áo màu đen hiệu Polo Club Lóc chú ơi. Mã P35, vai 47, bụng 53 và dài 70. Vai 47, bụng 53 và dài 70, một em áo chất cốt tông tổ ong này. Tay có bo và phần cổ nó sẽ thiết kế là cổ len nhá, có một cái logo ở trước ngực, đó. Đó, cái phần tác của nó đây, Polo Club, chất cốt tông tổ ong, giá 300 000 cho mã P35. Vai 47, bụng 53 và dài 70 ạ. Nó sẽ thiết kế có xẻ hai bên này. Đó, một em áo của Hàn và có một cúc phụ đi kèm các anh em chú nhá. Mã P35. Vai 47, bụng 53 và dài 70 nó là chất cốt tông tổ ong ấy, 100% là cốt tông sẽ mặc cực kỳ thoải mái luôn. Mã P35 ạ. Vai 47, bụng 53, dài 70, giá 300. Mã P36 ạ, một em áo la cốt Một em áo la cốt màu xanh cực kỳ đẹp luôn Mã P36 Vai 46, bụng 52 và dài 68 Vai 46, bụng 52 và dài 68 Con này là áo la cốt của Hàn các nhá chú ạ Chất cốt tông tổ ong nhá Tay có bo phần cổ nó sẽ thiết kế cổ len Đó Form dáng của nó thì cũng rất là đơn giản thôi tất cả những áo la cốt này đa số là cái form dáng của nó cực kỳ đơn giản thôi nó là áo hàng hiệu mà cài những cái áo mà thiết kế đơn giản này các anh em chú thấy gọi nó là trường tồn với thời gian rồi mã P36 nhá vai 46 bụng 52 và dài 68 em này sẽ có giá là 350.000 thôi ạ 350.000 mã P36 vai 46 bụng 52 và dài 68 ạ 350.000 mã P37 ạ anh em chú ơi một em áo mông tư ghi một em áo mông tư ghi hiệu của họ hiệu của Binho, Binho, mã P37, vai 51, bụng 58 và dài 72. Vai 51, bụng 58 và dài 72 ạ. À. Con này thì là cái phần tác của nó nó bị mờ rồi. Đó, còn cái hiệu này là sẽ là hiệu của Hàn nhá. Áo thì nó sẽ có một cái logo trước ngực này, Các anh chú thấy một cái chất của nó đẹp cực kỳ luôn. Đó, tông màu ghi có kẻ ngang. Rất là đẹp luôn ấy, mặc lên vô cùng sang Áo sẽ thiết kế là có kiểu bu rông nhá Áo bu rông này, tay cũng có bo luôn các anh các chú ạ đó màu này mặc lên rất là sang anh các chú mà đến cỡ khoảng tầm 80 85 cân vẫn có thể mặc vừa con này đấy ạ rất là rộng luôn đó mã P37 vai 51 bụng 58 và dài 72 các anh các chú ạ vai 51 bụng 58 và dài 72 em này có giá là 380.000 ạ 380.000 cho mã P37 vai 51 bụng 58 và dài 72 ạ Ngung tư ghi Em lên mã P38 này, một em áo hiệu Haji. À, vai 46, bụng 54 và dài 69. Vai 46, bụng 54 và dài 69 anh em chú ạ, một em áo hiệu Haji, màu trắng phối với lại màu xanh biển và màu xanh than đó. Ở à, tay nó sẽ có bo này, cổ là cổ len các anh chú nhá. Chất cốt tông tổ ong. À, nó sẽ có thiết kế có sẻ hai bên và vạt sau thì dài hơn vạt trước một xíu ạ. Đó. đó, một em áo Haji của Hàn đây. Em này có giá là 350 000 Mã P38 Vai 46 bụng 54 và dài 69 Vai 46 bụng 54 và dài 69 á Em này có giá là 350 000 ạ Mã P39 này Một em áo la cốt màu màu này là màu cam Màu cam cháy các anh ấy chú ạ Màu cam cháy nó không phải là màu đỏ nhá Nó là màu cam cháy Mã P39 Con này mặc lên cực kỳ tôn da luôn Vai 48 bụng 52 và dài 70. Vai 48 bụng 52 và dài 70 các anh các chú ạ. Chất cốt tông tổ ong, tay có bo, cổ nó cổ len nhá. Và cái phần logo của nó đây, logo con cá sấu được thêu màu ghi đấy ạ. À, nó sẽ có một cúc có cúc ánh trai này, form size của nó size số 6. Mã P39, vai 48, bụng 52 và dài 70. Vai 48, bụng 52 và dài 70, một em áo la cốt. Màu của nó kiểu là màu cam cháy nhá. Ó, màu nó rất là đẹp luôn. Đây, màu đỏ thì nó như thế này. Đây ạ. Còn màu cam thì nó lại màu như thế này đúng không ạ? Còn đây gọi là màu cam cháy, cực kỳ là tôn da luôn. Em này có giá là 500 000 mã P39, vai 48, bụng 52 và dài 70 ạ. Giá 500 000 ạ. Em lên mã P40 này, một em áo thun lạnh hiệu Parkland. Mã P40. Vai 48, bụng 53 và dài 76. Vai 48. Bụng 53 và dài 76 anh em chú nhé. Một em áo hiệu Parkland. Nó sẽ là tông màu ghi ở tay và phần phía sau lưng. Còn ở phần trước ngực của nó đây ạ. Ở phần phía thân trước của nó sẽ là thiết kế kẻ đây ạ. Đó. Nó sẽ có túi ngực anh em chú này. Sẽ có túi ngực và có một cái logo thương hiệu ở trước ngực như thế này. Một em hiệu Parkland. Chất thun lạnh. Mã P40. Vai 48 bụng 53 và dài 76 ạ. Vai 48 bụng 53 và dài 76 này. Chất co giãn siêu nhiều luôn màu cực kỳ đẹp luôn nhá các anh chú ơi tông màu kẻ vô cùng sang giá 350 000 cho em ở à, hiệu Park lên mã T40 vai 48 bụng 53 và dài 76 ạ 350 000 mã P41 các anh chú ơi một em áo màu đen hiệu Bắc tờ lê bắt tờ lê các anh chú ạ chất siêu đẹp luôn mã P41 vai 50 bụng 55 và dài 73 đây, nó là chất thun lạnh nhá, nó là chất thun lạnh nhưng mà nó này cực kỳ đanh và và đứng dáng nhá. À, nó thiết kế có túi ngực này và phần tay của nó đây ạ, nó sẽ có một cái túi nhỏ ở trên tay như thế này. Con này cái chất vải của nó rất là đanh, đứng dáng. Mã T41, vai 50, bụng 55 và dài 73. Vai 50, bụng 55 và dài 73 các nhà chú. Đó. Em này sẽ có giá là 380.000đ, form size khá là to đấy. Mã T uh, 41 ạ vai 50, bụng 55 và dài 73 các anh chú nhá. Em áo này sẽ là áo của Hàn ạ. À. Đây ạ. À, em em xin lỗi, là áo của Nhật các anh chú nhá. Đó, mã P41, vai 50, bụng 55 và dài 73, 380 000 P42 ạ, à. vai 51, bụng 57 và dài 70, một im áo màu xanh rất là đẹp luôn. Nó là cũng là chất thu lạnh phía đằng trước đây ạ. Còn phần đằng sau của nó sẽ là chất uh, đây ạ. Nó là chất thu lạnh mà có lỗ này thông hơi nhá hiệu Milet, một em áo hiệu của Hàn với các chú ạ. Màu xanh này thì vô cùng đẹp luôn. Đó, cái phần cúc của nó đây. Phần cúc của nó sẽ thiết kế là toàn bộ là cúc bấm các anh các chú ạ. Có một cái logo thương hiệu ở trước ngực đây ạ. Mã T42, vai 51, bụng 57 và dài 70. Vai 51, bụng 57 và dài 70 ạ. Mã T42, giá là 350.000 các anh các chú ạ. Em thanh lên mã P43 này, một em áo la cốt màu uh, cà rốt, mã P43 vai 44 bụng 48 và dài là 66. Vai 44 bụng 48 và dài 66 các anh các chú ạ. Đó, một em áo màu cà rốt nhá. Con này sẽ mặc lên rất là đẹp luôn, phù hợp với các anh các chú mà thích những cái tông màu nổi bật đấy ạ. Đó là sẽ thiết kế có xẻ hai bên này. Rất là mới luôn, mã P43, vai 44 bụng 48 và dài 66. Em này có giá là 600 000 nghìn các anh các chú ạ. 600 000 chất cốt tông tổ ong đây. Mã P43. Vai 44, bụng 48 và dài 66, giá 600 ạ Mã P44, một em áo chất mung tư ghi hiệu Phantom Mã P44, vai 48, bụng 52 và dài 66 Vai 48, bụng 52 và dài 66 anh em chú nhé Màu rất là đẹp, nó phối màu trắng và màu xanh này các anh em chú ơi còn phần đằng sau lưng của nó sẽ là màu trắng nhé Đó, cái này nó sẽ thiết kế là kiểu cổ trụ ấy cổ trụ và kéo khóa đây ạ và cái phần khóa của nó đây đều có là sẽ khắc tên thương hiệu Phantom à, còn khi mà cái này các anh chú mặc vào một cái thời một cái tiết mùa thu đông ấy anh chú kéo cao cổ lên rất là chất chơi luôn còn các anh chú mặc những hôm mà thời tiết nó vẫn là mùa hè thế này các anh chú mở cổ ra này rất là đẹp luôn đó cái logo thương hiệu Phantom trước ngực nhá cực kỳ xịn luôn con này chất dáng trẻ trung mã P44, vai 48, bụng 52 và dài 66, giá 400 000 các anh chú nhé. Một em áo mông cơ ghi. Con này thì là hiệu phan tôm của Hàn các anh chú ạ. Mã P44, vai 48, bụng 52 và dài 66, giá 400 ạ. Mã P45 này, một em áo hiệu Jock Một em áo hiệu Jock Donald ạ, màu của nó sẽ là màu kem này. Mã P45, vai 45, bụng 50 và dài 72, vai 45 bụng 50 và dài 72 chất cốt tông tổ ong có sẻ hai bên và vạt sau thì dài hơn vạt trước một xíu ạ đây tay có bo nhé phần cổ nó sẽ thiết kế cổ len kiểu dáng rất là đơn giản nhưng màu này thì mặc lên cực kỳ đẹp luôn anh em chú ơi lần nào lên những con hàng màu như thế này thì anh chú cũng rất là thích giá 350 000 ạ à, cho em dốc mã P45 vai 45 bụng 50 và dài 72 à, 350 000 mã P46 này, một em áo hiệu một em áo hiệu của Pierre Cardin Đanh. Con này thì là áo anh chú mình mặc đạp xe mình chơi thể thao này, hay là những anh những chú thích phong cách trẻ trung ấy thì mình có thể mặc nhá. Áo nó sẽ là tông màu xanh phối với là một chút xíu màu ghi ở hai bên sườn như thế này. Chất poly thể thao anh chú ạ, sẽ thiết kế có xẻ hai bên. Đó, cổ nó sẽ là cổ trụ kéo khóa đấy ạ, dòng Pierre Cardin anh anh chú nhá. Con này là hàng của Hàn các anh, và anh và chú ạ. Giá là 350 000 cho một em hàng hiệu đắt đỏ luôn. Mã P46 Vai 46, bụng 50 và dài 70 350 nghìn ạ Em thanh lên mã P47 này Một em áo la cốt màu vàng Con này form size là khá là nhỏ Size số 3 các anh em chú ạ Size của nó size số 3 và made in Peru Mã P47 Vai 41, bụng 45 và dài 68 Vai 41, bụng 45 và dài 68 Cái này các anh em chú mình Giá người mình nhỏ mình có thể mặc tầm cỡ khoảng tầm 55 cân quay đầu hoặc là các anh các chú mình có thể mua cho chị mua cho các chị các cô nhá vì là cái form dáng này thì nó rất là dễ mặc đó à, nam nữ mình đều có thể mặc được anh các chú ạ tay có bo và phần cổ nó sẽ là cổ len này la cốt đó có một cái logo thương hiệu trước ngực tông màu này nó rất là đẹp luôn độ mới khá là cao độ mới con này cũng khá là cao đấy các anh các chú ạ à, tuy nhiên cái form và dáng nó nhỏ ấy cho nên em thanh bán mức giá là 400.000 thôi ạ mã P47 vai 41, bụng 45 và dài 68 anh nhá chú nhá. Phần vạt sau thì nó dài hơn vạt trước một xíu anh nhá chú ạ. Và sau thì nó dài hơn vạt trước một xíu nhá. Đó. Đây tác của nó đây anh chú ạ. 100% nó là cốt tông đấy ạ. Em này có giá là 400 000 mã P47. Vai 41, bụng 45 và dài 68. 450 000 à 400 000 ạ, à, 400 000 và Em thanh lên mã cuối cùng ngày hôm nay, mã P48 này. À, vai 4, 6, 5, 6, vai 46, bụng 53 và dài 69. Vai 46, bụng 53 và dài 69 ạ, cho mã P48 các nhé chú ạ. À, áo này thì nó sẽ là màu đen. Nó sẽ màu đen và sẽ rất là trẻ trung ở cái phần tay nó phối này có cái kẻ màu trắng và phần trước ngực đây ạ. Trước ngực thì nó được thêu toàn bộ nhé Còn cái này thì nó in sơn. Đó, cực kỳ là chất luôn. Hiệu Tom Story các chú ạ. Tom Story, hiệu Tom Story. Chất cốt tông tổ ong và sẽ thiết kế có sẻ hai bên ạ. À. Chất cốt tông tổ ong này. Đó, 100% là cốt tông rất là đẹp nhá. Cái phần cổ của nó đây nó sẽ phối với chất đờ mi màu ghi nữa. Đó, con này giá là 300 000 cho mã P48, vai 46, bụng 53 và dài 69 ạ. Vai 46, bụng 53 và dài 69, mã P48 giá 300 000 đó như vậy là ngày hôm nay em Thanh đã lên tất cả gần 50 sản phẩm áo polo vip hàng full thương hiệu. Các nhà chú mình cần đặt hàng thì vui lòng liên hệ với em Thanh qua số điện thoại hoặc Zalo 0832625789 để em Thanh gửi hàng cho các nhà chú ạ. Và em xin cảm ơn tất cả quý khách hàng đã theo dõi video của em Thanh ngày hôm nay và xin hẹn lại các quý khách hàng tại những video tiếp theo ạ. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Xin chào.